khu đô thị mới Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội. Nhìn những hình ảnh như thế này, thật khó có thể tin, đây từng là một trong những dự án gây sốt trên thị trường bất động sản Hà Nội. Hàng trăm căn biệt thự, thay vì để ở, thì lại trở thành nơi quảng cáo bán đất có sổ đỏ như thế này. Tường sắt cũng được lắp đặt, tuy nhiên, thay vì hàn gắn kiên cố, thì lại được lắp đặt một cách tạm bợ, khiến cả dãy nhà liền kề trở nên nhếch nhác. Nhiều bức tường tại đây cũng bị nứt nẻ, xuống cấp nghiêm trọng. Dự án khu đô thị Vân Canh do Tập đoàn Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD làm chủ đầu tư, có tổng diện tích trên 68.000 ha, dân số hơn 13.000 người. Sau quy hoạch, HUD chuyển nhượng gần 4 ha đất biệt thự và nhà ở liền kề tại dự án này cho công ty cổ phần Tasco với tổng giá trị hơn 400 tỷ đồng. Được biết, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD, tiền thân là Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị, là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng, được hình thành với nhiệm vụ thực hiện chiến lược phát triển đô thị và nhà ở trong và ngoài nước. Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra tại khu đô thị Vân Canh, khiến dư luận không khỏi xót xa, đồng thời lo ngại rằng sẽ có một siêu dự án bỏ hoang giữa lòng thủ đô.